Xin chào các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề 5 câu nói mà đàn ông khao khát được nghe. Tại sao chúng ta nên biết về 5 câu nói này? 5 câu nói này nó sẽ khiến cho người đàn ông thêm yêu các bạn hơn, sẽ khiến cho các bạn thu hút hơn trong mắt anh ấy, sẽ khiến anh ấy ngày càng trân trọng, yêu quý và cưng chiều bạn hơn. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tìm hiểu về 5 câu nói này và khiến cho cuộc sống tình yêu của chúng ta ngày càng tuyệt vời hơn nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu nói đầu tiên nhé. Câu nói đầu tiên mà đàn ông khao khát được người phụ nữ nói với mình đó chính là câu: em tôn trọng quyết định của anh. Đó có thể là tình huống mà anh ấy muốn chia tay với các bạn, hoặc anh ấy lạnh nhạt với các bạn, hoặc trước khi anh ấy quyết định làm một cái việc gì đó và anh ấy cũng có hỏi ý của bạn. Thì một câu nói như thế này nó sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy rất tuyệt vời về bạn. Đó là câu: em tôn trọng quyết định của anh. Nếu như có vấn đề gì trong cuộc sống mà anh ấy nói với các bạn và các bạn đưa ra và bạn nói với anh ấy rằng em tôn trọng quyết định của anh, nó thể hiện rằng cô ấy tôn trọng mình, cô ấy tin tưởng vào khả năng của mình và cô ấy nói câu nói đó. Còn ví dụ trong trường hợp mà anh ấy muốn chia tay, anh ấy nói mình kết thúc đi, có thể là do anh ấy đã mệt mỏi, có thể là do anh ấy chán và anh ấy muốn kết thúc, thì việc bây giờ của chúng ta không phải là níu kéo, mà hãy nói với anh ấy một cách rất bình thản rằng em tôn trọng quyết định đó của anh. Nó thể ở đằng sau câu nói này, nó thể hiện cái bản lĩnh của các bạn là em chấp nhận được cái sự thật này. Em thực sự muốn làm cho anh hạnh phúc đấy, nhưng mà em tôn trọng anh. Và đằng sau câu nói đó người đàn ông người ta có thể hiểu được cái bản lĩnh của các bạn. Và thực sự nhá, khi mình nói câu này sau đó mình cũng phải làm theo đúng cái câu nói đó. Tức là mình tôn trọng quyết định của anh ấy thì sau đó mình sẽ không níu kéo nữa. Mình nói mình tôn trọng anh ấy, quyết định của anh ấy, xong rồi sau thì mình lại phản lại cái quyết định đấy, xong rồi mình cứ đòi anh ấy quay lại thì là mất hết tác dụng rồi, đúng không? Kiên trì với cái quyết định đó, người đàn ông sau khi nghe câu nói này của bạn, người đàn ông người ta sẽ phải tôn trọng bạn. Và thậm chí là khi anh ấy lạnh nhạt với bạn, anh ấy không quan tâm bạn đi chăng nữa, việc nói câu mình tôn trọng quyết định của anh, mình tôn trọng quyết định đó từ trong tâm của mình tôn trọng quyết định của anh ấy. Vậy anh ấy muốn quan tâm đến mình hay không, đó là quyền của anh ấy. Anh ấy có quan tâm đến mình hay không vì anh ấy muốn, không phải là vì mình quyết định được, mình phải tôn trọng điều đó. Còn nếu như mình muốn anh ấy quan tâm đến mình nhiều hơn, nhắn tin cho mình nhiều, thì mình phải làm cho mình hấp dẫn hơn thôi, chứ không thể nào mà ở đó và đòi hỏi được, đúng không? Và đó chính là câu nói đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn: em tôn trọng quyết định của anh. Và thực sự khi nói câu nói này, các bạn phải thực hành theo đúng cái câu nói đó, tức là phải thực sự tôn trọng cái câu nói đó ấy, chứ không phải là mình chỉ nói thế thôi, nói cho anh ấy vui thôi, xong rồi sau thì mình làm mọi thứ nó ngược lại với cái câu nói đó thì không được các bạn nhá. Câu nói số 2 mà đàn ông rất muốn nghe đó là câu nói: em muốn anh biết rằng anh luôn luôn thoải mái trong mối quan hệ này. Yêu em không có nghĩa là chỉ là trách nhiệm, yêu em là khi anh cảm thấy tuyệt vời và muốn ở bên cạnh em. Câu nói này sẽ được sử dụng khi nào? Ví dụ như là khi mà các bạn thể hiện quan điểm của mình về tình yêu đối với người yêu của mình chẳng hạn. Ví dụ các bạn đang nói chuyện về tình yêu và các bạn đồng thời các bạn thể hiện quan điểm của mình về tình yêu. Hoặc là khi mà anh ấy đã lạnh nhạt với các bạn và khi các bạn nói chuyện với nhau, các bạn cũng có thể đưa cái quan điểm này vào đó, để anh ấy biết rằng trong mối quan hệ với các bạn, anh ấy là một người thoải mái. Câu nói này nó thể hiện các bạn là một cô gái kiêu ngạo một cách cao sang, kiêu ngạo theo một cái cách tích cực và tuyệt vời ấy, chứ không phải là kiêu ngạo một cách tiêu cực đâu. Cái sự kiêu ngạo này của bạn ở đây nó thể hiện rằng bạn là một người không bao giờ cần một tình cảm thương hại hết. Nó chứng tỏ bạn không cần sự thương hại hay chiếu cố gì từ anh ấy. Đồng thời thể hiện quan điểm của các bạn về tình yêu là chúng ta đến bên nhau để cho nhau hạnh phúc và làm cho nhau có những cảm xúc tuyệt vời, thì hãy ở bên nhau, chứ không bao giờ em ở đây vì là bắt ép anh phải ở trong mối quan hệ này dù cảm xúc của anh như thế nào. Và sau khi nói câu nói này xong, người đàn ông người ta sẽ cảm thấy rất thoải mái, họ không bị gò bó trong mối quan hệ này, họ cảm thấy thoải mái lắm chứ, đúng không? Và càng các bạn giống như các bạn thả diều ấy, các bạn càng để tay thả thì diều nó sẽ càng bay cao bay xa và nó ở trong vòng tay của các bạn. Nhưng nếu mà mình càng nói là mình không cho nó đi đâu hết, mình cứ kéo nó về phía mình thôi ấy, thì diều nó sẽ bị đứt cánh và nó sẽ bay mất, đúng không? Thế cho nên là hãy nói câu nói này nhá, nó thể hiện cái sự bản lĩnh của các bạn ở trong đó, thể hiện sự kiêu ngạo một cách tích cực của các bạn ở trong đó, và đồng thời cũng thể hiện cái sự tuyệt vời của các bạn ở đó. Và người đàn ông người ta thích điều này, bởi vì bạn đã cho người đàn ông cái thứ mà họ rất muốn. Đó là gì? Đó là tự do, đó là sự thoải mái. Mà đàn ông cần lắm những cái này. Họ không cần một người phụ nữ phụ thuộc đâu, họ cần một người phụ nữ bản lĩnh như thế. Và một lần nữa mình lại nhắc các bạn là khi mà nói cái câu này nhá, và các bạn phải thực sự làm như thế, chứ không phải là mình chỉ nói cho vui cho hay đâu. Mình nói và mình thực sự làm theo đúng cái câu nói của mình. Mình không bắt ép ai hết, mình chỉ làm cho mình tuyệt vời thôi. Và người ta sẽ phải
phấn đấu, người ta sẽ phải quyết định cái việc là người ta sẽ làm gì để người ta có thể được ở bên mình, đúng không các bạn? Câu nói số 3 mà đàn ông rất mong muốn và khao khát được nghe đó chính là câu hãy ở bên em khi tình yêu trong anh còn là trọn vẹn. Và khi nếu như anh có tình cảm với một cô gái khác thì hãy sẵn sàng và thẳng thắn nói chuyện và chia sẻ với em. Yêu ai là quyền của anh, nhưng có một tình yêu trọn vẹn là quyền của em. Em tin anh là người đủ tử tế, em tin anh là người tử tế để tôn trọng quyền của cả hai chúng ta. Câu này các bạn có thể nói khi nào? Câu này có thể nói bất kỳ khi nào, khi mà một tình huống phù hợp mà các bạn thấy rằng mình nên tỏ rõ cái quan điểm của mình với anh ấy. Ví dụ như là có thể là bình thường các bạn đang nói chuyện và trò chuyện về quan điểm tình yêu, các bạn cũng thể nói về cái điều này để anh ấy biết rằng đối với mình tình yêu là trọn vẹn và anh ấy cần phải biết là anh ấy phải ứng xử như thế nào. Hoặc là trong cái tình huống là các bạn có một cái biểu hiện hoặc nghi ngờ nào đó mà anh ấy đang tăm te cô gái nào đó, mình có thể nói câu này để anh ấy biết rằng đấy là quan điểm của cô ấy và mình muốn ở bên cạnh cô ấy, mình phải làm một người trọn vẹn, còn nếu không thì cô ấy sẽ rời xa mình. Người ta biết điều này, người ta sẽ phải thận trọng với từng câu nói, từng cử chỉ và từng hành động của người ta, bởi vì người ta muốn được ở trong cuộc sống của các bạn, người ta phải có những cái điều kiện đó, đúng không? Câu nó đằng sau câu nói này nó thể hiện cái thứ nhất là cái tiêu chuẩn của các bạn. Các bạn không phải là một người tùy tiện đâu. Không phải là em đã yêu rồi mà anh muốn đối xử với em như thế nào em cũng ở bên anh đâu. Nó thể hiện cái sự tiêu chuẩn của các bạn. Nó thể hiện tiêu chuẩn thì người đàn ông người ta sẽ phải điều chỉnh hành động của cử chỉ người ta nếu người ta muốn bước vào cuộc sống của các bạn. Đằng sau câu nói này là một cái ý thứ hai nữa, đó là các bạn cho anh ấy quyết định trong những hành động và ứng xử của anh ấy. Bạn không kiểm soát anh ấy, bạn không đòi hỏi anh ấy, bạn để anh ấy tự quyết định với chính hành động và cử chỉ của mình, thì anh ấy sẽ phải tôn trọng mình. Người ta vừa tôn trọng mà người ta cảm thấy rằng người ta khâm phục ở cô gái này, người ta lại cảm thấy là thoải mái nữa. Thoải mái bởi vì là mình không bắt là anh yêu em rồi thì cả đời này em không được phép yêu ai, bởi vì mình nói rõ cái câu là yêu ai là quyền của anh, nhưng có một tình yêu trọn vẹn là quyền của em. Câu nói đó rất rõ ràng, mình không gò bó, mình không ép buộc, nhưng mà mình có tiêu chuẩn, đúng không? Và cái ý thứ ba ở trong cái câu nói này, ẩn ý đằng sau đó, nó khiến anh ấy phải thận trọng với từng câu nói và từng cử chỉ và hành động của anh ấy, để bảo đảm rằng anh ấy xứng đáng để bước vào cuộc sống của các bạn, anh ấy được phép bước vào cuộc sống của bạn, đúng không? Câu nói này rất quan trọng. Và câu nói số 4 mà người đàn ông rất khao khát được người phụ nữ của mình nói cho mình nghe đó chính là câu em muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho anh. Đằng sau câu nói này nó thể hiện một cô gái rất trân trọng chàng trai này. Trân trọng đến cái nỗi mà em chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho anh thôi. Chứ không phải em làm cái điều này vì ích kỷ, em làm cái điều này vì muốn cho em cái này cái kia. Em làm mọi điều tốt đẹp là vì anh. Thứ hai, nó thể hiện một cô gái rất cao thượng. Em muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho anh. Em đến, thậm chí ngay cả cái việc mà em đến bên anh là để cho anh hạnh phúc. Đó, cái sự cao thượng đó của các bạn. Và các bạn phải thực sự nhá. Mình nói câu này thì mình phải thực sự làm như thế, chứ không phải là mình nói câu này xong tí mình lại đòi hỏi người ta phải cho mình cái này, phải cho mình cái kia một cách tiêu cực đâu. Đương nhiên các bạn có thể đòi hỏi, nhưng đòi hỏi một cách tích cực nhá, chứ không bao giờ đòi hỏi mà mang theo những cảm xúc tiêu cực mà không có được cái thứ mình muốn thì chắc mình phát điên phát dồ lên xong rồi mình mắng người ta, như thế thì không được nhá. Và cái câu nói số 5 mà đàn ông rất thích nghe đó chính là sử dụng mẫu câu anh càng ngày càng chấm chấm chấm. Và trong cái phần chấm 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 này các bạn có thể dùng những cái câu mà từ ngữ tích cực dành cho anh ấy, sau đó giải thích cụ thể là anh đã cụ thể là tình huống như thế nào. Ví dụ các bạn có thể nói câu anh càng ngày càng bản lĩnh hơn, và cụ thể là anh thể hiện cái sự bản lĩnh của anh ở việc là như thế nào, là anh có thể làm được cái việc này mà trước đây anh chưa làm được này, mà bây giờ anh làm em thấy điều đó là bản lĩnh này. Hoặc là ví dụ em thấy anh càng ngày càng bản lĩnh hơn ở cái chỗ là trong tình huống này, đáng nhẽ bình thường thì người bình thường sẽ ứng xử như thế này không tốt, nhưng anh lại ứng xử một cách rất chín chắn và cao thượng, nó khiến em phải khâm phục anh. Thì đó, đây là một cái câu mà đàn ông rất là thích. Nó thể hiện rằng các bạn đánh giá rất cao cái người đàn ông này. Mà có người đàn ông nào không muốn mình được đánh giá cao đâu, đặc biệt là trong mắt của cô gái mà mình yêu, đúng không? Tình huống này, câu nói này các bạn có thể ứng xử rất là nhiều, không chỉ là người yêu đâu, là bạn cũng có thể ứng xử được, cũng có thể dùng được. Hoặc là đã chia tay rồi, các bạn là bạn với nhau, các bạn vẫn có thể nói câu này để anh cảm thấy thích, cảm thấy vui. Anh càng ngày càng ba chấm. Hãy dùng những cái từ ngữ tích cực và tuyệt vời mà các bạn thấy thực sự ở cái người đàn ông đó thì hãy khen nhá. Và đây là một cái câu nói mà mình lại phải nói một lần nữa, đó chính là phải thật, phải rất thật, chứ không phải là mình bịa ra nhá. Mình cảm thấy trong lòng mình cảm thấy cái điều đó nó thật, mà có thực sự có những cái căn cứ mà mình nói ra câu nói đó thì mình mới nói. Còn nếu như mình cứ nói suông để cho người ta vui thì mình khuyên các bạn đừng nói nhá. Nó sẽ làm người đàn ông rất thích nếu như nó là thật thôi. Cái thứ nhất, nó thể hiện sự đánh giá cao của các bạn. Cái thứ hai, nó cho người đàn ông động lực
Bởi vì nếu bạn nói là càng ngày anh càng bản lĩnh hơn và sau đó kể cụ thể ra là anh đã bản lĩnh như thế nào, anh ấy sẽ thấy là ôi cô ấy khen mình, thì mình phải phấn đấu để xứng đáng với cái từ bản lĩnh đấy, đúng không? Người ta sẽ càng phấn đấu nhiều hơn, người ta sẽ thích điều đó. Các bạn thân mến, hôm nay mình đã điểm qua cho các bạn 5 câu nói mà đàn ông khao khát được nghe, họ mong muốn nghe từ cô gái lắm. Cho nên là các bạn hãy ứng dụng nó một cách phù hợp trong cái tình huống khác nhau các bạn nhé. Nhằm để thể hiện được rằng cái bản lĩnh của các bạn, cái sức hút của các bạn và sự tuyệt vời của các bạn. Mình mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho các bạn. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào tất cả các bạn. Chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là những cái lý do làm sao để cho người ấy sợ mất bạn. Các bạn thường nghĩ rằng khi mà mình xinh đẹp thì người ấy sẽ yêu bạn, sẽ sợ mất bạn. Bởi vì cái đẹp ai cũng thích. Đúng rồi, có những bạn còn chia sẻ như thế này: một cô gái đẹp ấy thì ngay cả phụ nữ còn thích, huống chi là đàn ông. Thì mình cũng tin điều đó. Tất nhiên rồi, cái đẹp thì ai cũng thích, không chỉ là phụ nữ hay là đàn ông, ai cũng thích cái đẹp. Nhưng mà có thể là bây giờ bạn đẹp thì người ta sẽ yêu thương bạn. Nhưng mà khi mà bạn không còn đẹp nữa thì sao? Bạn có bao giờ bạn nghĩ rằng khi mà mình không còn đẹp nữa, người ta vẫn yêu thương, vẫn trân trọng bạn và vẫn lo sợ mất bạn không? Và dưới đây mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái lý do làm sao mà người đó sẽ chắc chắn rằng sẽ sợ mất bạn. Và cho dù bạn không còn xinh đẹp nữa, người ta vẫn sợ mất bạn. Thì đó là những cái lý do như thế nào? Điều thứ nhất khiến người ấy lo sợ mất bạn và sẽ trân trọng bạn đó là bạn là một cô gái độc lập. Độc lập ấy thì mình sẽ chia làm hai khía cạnh, đó là độc lập về tài chính và độc lập về tình cảm. Thường thì độc lập về tài chính thì giống như là khi mà bạn yêu người ấy rồi ấy, thì bạn cứ phụ thuộc vào tiền của anh ấy. Thường thì rất nhiều cô gái cứ thấy, có nghĩa là cứ thấy bạn bè của mình ý, khi mà yêu một ai đó cứ thấy anh ấy cứ cung phụng tiền cho cô ấy thì thích cực kỳ luôn ấy. Và luôn luôn nghĩ rằng người yêu của mình cũng thế và cứ so sánh như thế, và có nghĩa là cứ chu cấp tiền cho mình ý. Như thế là mình thấy thích, mình thấy vui. Nhưng các bạn biết một điều gì không? Có thể là khi yêu bạn nhiều ấy, người ta sẽ không tính toán đến tiền nong. Nhưng mà khi mà lâu dần ấy, thì chắc chắn rằng khi mà bạn quá phụ thuộc vào tiền bạc của người ta thì người ta sẽ thấy bạn như một gánh nặng. Có thể là đàn ông ấy thì người ta luôn luôn là một cái người như kiểu là một người mạnh ấy, là một người có thể là khi mà người ta yêu một cô gái thật lòng ấy, người ta sẽ muốn chu cấp cho cô ấy. Nhưng không có nghĩa là bạn cứ phụ thuộc vào tiền của anh ấy. Khi mà bạn phụ thuộc vào tiền của anh ấy thì giống như là khi mà anh ấy leo lên một cái dốc ấy, nếu mà anh ấy không mang theo một cái gì thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ leo rất nhanh và anh ấy sẽ đỡ mệt mỏi hơn, và chắc chắn sẽ có nghĩa là sẽ mệt mỏi nhưng mà sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Nhưng mà khi anh ấy leo lên dốc ấy, anh ấy còn vác rất nhiều đồ ăn nữa ở trên cái ba lô ở sau lưng ấy, anh ấy vác rất nhiều đồ ăn thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ thấy mệt mỏi, và nếu mà mệt quá thì không còn sức lực nữa, anh ấy còn muốn vứt đi. Thì chính cái ba lô đó, đấy là một cái gánh nặng cho anh ấy đấy. Thế nên là phụ nữ ấy, nếu mà bạn có thể độc lập về tài chính, tất nhiên rằng khi mà các bạn hẹn hò ấy, thì tất nhiên rằng anh ấy cũng chi phí, thì đó là anh ấy ga lăng, anh có thể trả các cái hóa đơn đó. Nhưng mà không có nghĩa là bạn phụ thuộc vào tài chính của người ta hoàn toàn nhá. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó là phụ thuộc về tình cảm. Thì khi mà các bạn phụ thuộc về tình cảm thì nhiều bạn khi yêu các bạn không để ý đâu. Nhưng mà các bạn vô tình không để ý, nhưng mà bạn lại phụ thuộc về tình cảm. Phụ thuộc vào tình cảm khi nào? Đó là khi mà các bạn yêu nhau ấy, anh ấy thờ ơ, anh ấy lạnh nhạt với bạn ấy, thì bạn sẽ buồn, chán. Có khi cả ngày hôm đó các bạn cứ nghĩ đến anh ấy, rồi nghĩ đến những cái điều tồi tệ. Thực sự có thể là sự việc chưa đến mức tồi tệ đó đâu, nhưng mà bạn cứ suy nghĩ nhiều quá ấy. Các bạn cứ suy nghĩ đến là anh ấy không quan tâm mình, hay là anh ấy có cô gái khác, hay anh ấy gì gì đó. Và bạn thấy rất là lo sợ và bạn muốn kiểm soát anh ấy. Và càng kiểm soát anh ấy thì anh ấy càng muốn chạy xa bạn hơn. Chính điều đó sẽ làm anh ấy không sợ mất bạn nữa. Lý do thứ hai sẽ khiến người ấy sợ mất bạn đó là bạn ngày càng giỏi giang hơn. Khi mà các bạn giỏi giang hơn
mà các bạn lại luôn luôn hướng đến những cái điều tốt đẹp ấy, kiểu như là bạn luôn luôn phấn đấu để đạt được một cái gì đó ấy. Khi mà bạn càng tập trung, càng phấn đấu để đạt được một cái gì đó thì bạn lại ít quan tâm đến người ta hơn, và vô hình chung người ta lại có cái cảm giác nó rất là lo sợ mất người mình yêu mà cô ấy ngày càng giỏi hơn, ngày càng xinh hơn, kiểu cô ấy cứ có nghĩa là cô ấy luôn luôn thành công trong công việc ấy. Khi mà cứ thấy ngày càng cô ấy càng giỏi hơn thì anh ấy có một điều chắc chắn rằng sẽ sợ cô ấy giỏi giang thế này thì biết đâu cô ấy lại tìm được một cái anh chàng cũng giỏi giang như thế, thì chắc chắn rằng mình sẽ mất cô ấy, thì mình sợ quá và mình cũng chắc chắn rằng sẽ muốn giữ cô ấy thật chặt. Lý do thứ ba sẽ khiến cho người đàn ông sợ mất bạn, đó là bạn là một cô gái có bản lĩnh. Một cô gái có bản lĩnh sẽ dám yêu, dám chịu trách nhiệm đối với những cái hành động của mình, chứ không phải là các bạn cứ biện những cái lý do. Một người có bản lĩnh chắc chắn rằng không viện những cái lý do này, lý do kia lên mình mới thế này, lên mình mới thế khác. Không bao giờ viện một lý do nào, một lý do bất kỳ nào. Mà khi mà gặp những cái khó khăn, thử thách thì một người có bản lĩnh ý, họ sẽ đối đầu, họ sẽ không bao giờ kiểu như là có những cái cư xử theo cái phương pháp bản năng. Khi mà cô ấy bực tức về một điều gì đó, theo bản năng thì chắc chắn rằng sẽ tức giận, sẽ có kỉnh, sẽ khó chịu và muốn những cái điều mà mình thích. Nhưng một cô gái có bản lĩnh, cô ấy biết kìm hãm lại, cô ấy sẽ biết dừng lại. Và khi mà mọi chuyện êm xuôi, rằng cô ấy mới chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình. Và cô ấy còn dám đi một mình. Nếu mà người đó không thể đồng hành cùng cô ấy sẽ dám bước đi một mình, sẽ tự bước đi trên con đường của mình mà không cần một bất kỳ một người nào khác. Một cô gái có bản lĩnh chắc chắn rằng người đàn ông sẽ rất sợ mất khi mà cô ấy cứ bước đi, khi mà anh ấy đã phạm những cái sai lầm mà cô ấy không thể tha thứ được và cô ấy cứ bước đi, thì chắc chắn rằng người đàn ông chắc chắn rằng sẽ sợ mất cô ấy, sẽ muốn níu kéo cô ấy. Điều thứ tư sẽ khiến cho một người đàn ông lo sợ mất bạn, đó là một cô gái luôn luôn hướng đến những điều tích cực. Khi ở cạnh một cô gái luôn luôn suy nghĩ đến nhiều điều tiêu cực ấy, thì chắc chắn rằng đàn ông sẽ không bao giờ thích. Mà người đàn ông chỉ thích ở gần những cô gái luôn có những cái tư tưởng lạc quan, có những cái tư tưởng vui vẻ. Nhiều khi gặp phải những cái khó khăn trong cuộc sống mà cô ấy cũng vẫn vui tươi và cô ấy luôn luôn suy nghĩ đến những cái điều tích cực hơn, rằng hôm nay có thể rằng đau khổ đấy, và cô ấy luôn nghĩ rằng ngày mai cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn, và cô ấy luôn luôn suy nghĩ đến điều đó. Tự dưng ở trong tâm cô ấy luôn luôn phát ra một cái luồng nguồn năng lượng nào đó mà làm cho cuộc sống của cô ấy, kiểu như là làm cho cuộc sống của cô ấy rồi những cái điều xung quanh, những cái người xung quanh ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Thì chắc chắn rồi, khi mà một cô gái luôn luôn lạc quan, vui vẻ, luôn làm những điều mình thích ấy, thì chắc chắn rằng sẽ rất thu hút đàn ông. Điều thứ năm khiến người ấy lo sợ mất bạn, đó là bạn biết mình cần gì và mình xứng đáng được điều gì. Khi mà bạn không biết là mình cần một tình yêu như thế nào thì bạn sẽ không có một cái định hướng nào đó. Khi mà các bạn phải có một cái định hướng rằng mình cần một tình yêu như thế nào, nếu mà tình yêu không được như thế thì bạn có nên giữ lại hay không. Ví dụ như là bạn cần một cái tình yêu có sự chung thủy mà người đó không chung thủy thì bạn phải biết đấy là giới hạn. Như bạn không biết mình cần cái gì thì chắc chắn rằng bạn sẽ cuốn theo tất cả những cái sự việc xung quanh bạn. Bạn sẽ cuốn theo, có nghĩa là cứ để cho dòng đời xô đẩy, cứ cuốn theo nó thôi. Chính điều đó sẽ làm cho đàn ông chắc chắn sẽ không sợ mất bạn rồi. Người ta cứ đẩy bạn đi đâu thì bạn cứ đi theo đấy. Thậm chí người ta còn coi thường ấy. Thì mà bạn biết đấy là cái ranh giới, đấy là một cái điều mà bạn không thể chấp nhận được, thì người ta sẽ biết đâu là giới hạn và người ta cần phải làm gì. Và cái khía cạnh tiếp theo đó là bạn cần phải biết rằng mình xứng đáng. Mình xứng đáng có một tình yêu đẹp, mình xứng đáng với một người ấy, phải biết trân trọng mình. Còn không trân trọng mình thì thà mình sống một mình còn hơn. Và mình sống một mình vẫn sống tốt được chứ. Đâu phải cứ có đàn ông mình mới sống tốt được đâu. Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn để khiến cho người ấy lo sợ mất bạn, đó là bạn luôn biết suy nghĩ cho đối phương. Thường thì không chỉ đàn ông hay là phụ nữ, theo mình ý, đều cần phải biết suy nghĩ cho đối phương. Nhưng mà khi mà bạn biết suy nghĩ cho đối phương, chứng tỏ rằng bạn trưởng thành hơn.
Và bạn biết rằng nếu mà mình đặt địa vị của đối phương thì có lẽ mình cũng xử sự như vậy, và bạn có thể cảm thông với đối phương hơn. Tuy nhiên mình cần cảnh báo với các bạn như thế này: với một người chân thành, chúng ta mới suy nghĩ cho đối phương thôi. Còn khi mà người ta đã không còn chân thành với bạn, tốt nhất là bạn bước đi. Bởi vì khi mà bạn ở trong mối quan hệ đó thì sẽ làm cho bạn đau khổ. Bạn cứ lằng nhằng dây dưa rồi cũng không đi đến đâu. Các bạn ơi, trên đây là những cái chia sẻ của mình để khiến cho đối phương lo sợ mất bạn. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video hữu ích, các bạn hãy like, hãy đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.